Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Phim. Mình là Sương Mai và đây là chuyên mục Chuyện Hậu Trường, nơi bọn mình sẽ đem tới những câu chuyện về các quá trình thực hiện những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng được nhiều khán giả tại Việt Nam quan tâm. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về một tác phẩm mà với cá nhân mình đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều. Đây là một bộ phim điện ảnh độc lập kinh phí thấp nhưng đã xuất sắc giành được 3 tượng vàng đến từ Viện Hàn Lâm năm 2015 với các hạng mục Nam Phụ xuất sắc nhất, Dựng Phim xuất sắc nhất và Phối âm xuất sắc nhất. Và với mình thì đây là bộ phim về khát vọng theo đuổi đam mê, một bộ phim về tinh thần sẵn sàng hy sinh cho ước mơ mà mình đã lựa chọn, một bộ phim về hành trình của một người nghệ sĩ đi tìm cái tuyệt đích trong nghệ thuật. Whiplash được xem là tác phẩm đầu tay chính thức của đạo diễn trẻ Damien Chazelle sau nhiều năm hoạt động điện ảnh ở vị trí biên kịch. Whiplash nhận được nhiều sự hoan nghênh trong đêm mở màn liên hoan phim Sundance năm 2014, đồng thời trở thành một trong những phim có kinh phí thấp nhất từng được đề cử hạng mục phim xuất sắc nhất tại Oscar. Dữ dội, truyền cảm hứng cùng những màn hóa thân tuyệt vời, Whiplash là một câu chuyện rực rỡ nhưng không kém phần cay đắng đến từ đạo diễn trẻ sinh năm 1985 và là bước chuyển lớn trong sự nghiệp của hai diễn viên Miles Teller và J.K. Simmons. Phim theo chân chàng sinh viên trẻ tên Andrew với khát vọng theo đuổi chơi trống trong thể loại nhạc jazz, mang trong mình giấc mơ sẽ trở thành huyền thoại. Cuộc gặp tình cờ với thầy giáo Fletcher mau chóng đưa cậu đến với ban nhạc danh giá nhất của trường. Tuy nhiên, những ngày tháng sau đó cũng là chuỗi ngày chông gai nhất với Andrew khi phương pháp của thầy Fletcher cực kỳ hà khắc và ông luôn mong đợi sự hoàn hảo tuyệt đối đến từ sinh viên của mình. Lấy nhạc jazz làm chủ đạo, tuy nhiên Whiplash lại là câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa Andrew và thầy Fletcher, qua đó đặt ra câu hỏi về cái giá của sự hoàn mỹ cũng như những giới hạn để con người có thể vươn tới sự vĩ đại trong nghệ thuật. Ngày hôm nay, hãy cùng tớ tìm hiểu xem bộ phim này đã được thực hiện như thế nào nhé. Đầu tiên, tớ muốn nhấn mạnh với các bạn rằng Whiplash là một phim độc lập và khái niệm này sẽ thường kéo theo hai đặc điểm. Thứ nhất là phim thường có kinh phí thấp và thứ hai, phim sẽ mang đậm cái tôi cá nhân của người làm phim nhiều hơn. Khác với phim thương mại, phim độc lập thường gặp khó khăn ở quá trình gây quỹ và kêu gọi vốn làm phim. Có nhiều cách để người làm phim hoàn thiện được con tinh thần của mình. Và một trong những cách mà khá nhiều dự án sử dụng đó là làm phim ngắn, sau đó sử dụng phim ngắn như một minh họa sống động, rõ ràng để xin làm phim dài. Ở Việt Nam, chúng ta có đạo diễn trẻ Lê Bình Giang, người đã dám đầu tư đến 1 tỷ đồng cho phim tốt nghiệp dài 69 phút của mình và từ đó xin kinh phí làm phim điện ảnh dài mang tên KFC. Từ tác phẩm tài liệu ngắn cho đến phim điện ảnh đầu tay, Lê Bình Giang đã khẳng định một cá tính đặc biệt trong số các nhà làm phim độc lập Việt Nam đương đại. Chọn con đường lắm chông gai, nhưng Bình Giang chia sẻ, anh chấp nhận vì đó là cách để được là chính mình trong nghệ thuật. Chúng ta cũng từng thấy cách thức này với dự án Trại Trẻ 12 của đạo diễn Justin Gretton. Nếu các bạn tò mò thì đạo diễn Justin cũng sẽ là người đảm nhiệm vị trí đạo diễn của phim siêu anh hùng châu Á đầu tiên thuộc MCU, Shang-Chi. Năm 2008, ông thực hiện một phim ngắn kéo dài 21 phút kể về một trại trẻ đặc biệt, nơi nuôi dưỡng và chăm sóc những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi hoặc gặp vấn đề khó khăn về tâm lý trong quá khứ. 5 năm sau, năm 2013, phim được ra mắt công chúng với thời lượng 1 tiếng 36 phút, trở thành một phim độc lập kinh phí thấp chu du khắp các liên hoan phim trên thế giới và nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nhà phê bình. Whiplash cũng có một hành trình chông gai để được thành dạng thành hình đến với các khán giả. Ban đầu, Whiplash đã được hoàn thiện thành một kịch bản dài 85 trang, tương đương khoảng 85 phút trên màn ảnh và được nhắc đến trong những kịch bản phim hay nhất chưa được sản xuất vào năm 2012 của Blacklist. 15 trang đầu của kịch bản sau đó đã được chuyển thể thành bộ phim ngắn dài 18 phút với Johnny Simmons trong vai Andrew và J.K. Simmons vai thầy giáo Fletcher. Sau khi công chiếu tại liên hoan phim Sundance năm 2013, bộ phim ngắn này đã được hoan nghênh và thu hút nhiều nhà sản xuất đầu tư để trở thành một bộ phim dài hoàn chỉnh. Whiplash cuối cùng cũng được tài trợ với kinh phí sản xuất là 3,3 triệu đô. Có thể vì là khuôn khổ của một dự án phim độc lập kinh phí thấp nên đạo diễn Damien đã thực hiện Whiplash cực kỳ ngắn gọn. Toàn bộ quá trình tiền kỳ cho tới khi hoàn tất khâu hậu kỳ kéo dài vỏn vẹn 10 tuần. Trong đó, thời gian dành cho quay là 19 ngày, mỗi ngày quay trung bình khoảng 14 tiếng. Khoảng thời gian khá khiêm tốn cho một dự án điện ảnh có thời lượng 106 phút. Quay được 2 tuần thì đạo diễn Damien đột nhiên bị tai nạn ô tô nghiêm trọng và phải nhập viện. Tuy nhiên, anh đã quay lại phim trường ngay ngày hôm sau để kịp hoàn thành bộ phim. Mặc dù bối cảnh phim là ở thành phố New York, nhưng đa phần các cảnh quay đều ở LA và chỉ có một số cảnh là ở New York mà thôi. Trước khi làm phim, đạo diễn Damien định hướng đây sẽ là một phim tâm lý kinh dị khi người nghệ sĩ bị ám ảnh bởi sự hoàn mỹ và tuyệt đích trong nghệ thuật.
Điều này khá giống với nhân vật Nina trong Black Swan. Chung một hành trình tìm kiếm sự tuyệt đích và hoàn hảo của nghệ thuật, hành trình của những người nghệ sĩ mong muốn chạm tới cái phi thường hoàn mỹ mà sự hoàn hảo đôi khi không tồn tại ở đời thường, nên kết cục của những người nghệ sĩ là thường tổn thương, thất vọng và vụn vỡ. Trong quá trình dựng phim, Damien và các cộng sự đã thể hiện nhịp điệu và các lát cắt theo cách thức như một bộ phim hành động. Đó là lý do chúng ta có được những cảnh phim với nhịp điệu dồn dập, hối hả nhưng vô cùng phù hợp với một bộ môn có tính chất vừa ồn ào lại vừa tinh tế như trống. Whiplash được lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm có thật của đạo diễn Damien. Hồi còn học tại Princeton, anh sinh hoạt trong một lớp nhạc jazz rất cạnh tranh và anh mô tả khoảng thời gian ấy thật là kinh khủng, rằng anh từng cảm thấy mình bị đe dọa bởi sự hiện diện của huấn luyện viên dạy nhạc cho mình. Cảm giác sợ hãi và căng thẳng đó có lẽ đã giúp anh có thêm cảm xúc và năng lượng để kể lại câu chuyện này, đương nhiên với một góc nhìn sâu sắc và vĩ mô hơn rất nhiều so với nỗi sợ của một cậu thiếu niên yêu nhạc jazz ngày xưa. Thông thường trong các phim, dù là nhân vật chính cũng sẽ có sự chia sẻ màn ảnh với các nhân vật khác và không phải nhân vật chính nào cũng sẽ xuất hiện từ đầu cho đến cuối. Thế nhưng, với Whiplash, trọng trách của Miles Teller vất vả hơn khá nhiều khi Andrew xuất hiện trong tất cả các cảnh phim và có sự liên kết với mọi nhân vật, mọi sự kiện, mọi cảm xúc được kể. Trong bản dựng đầu tiên, thực tế đã có một cảnh không xuất hiện Andrew, đó là cảnh thầy giáo Fletcher ngồi một mình ở căn hộ của ông sau màn biểu diễn đầu tiên của Andrew tại lớp học. Tuy nhiên, với ý đồ xây dựng bộ phim với toàn bộ nghệ thuật phối cảnh từ góc nhìn của Andrew, Damien nghĩ rằng chỉ một cảnh phim không có nhân vật này sẽ làm giảm đi giá trị nghệ thuật mà anh kỳ công xây dựng, thế nên anh đã cắt bỏ phân đoạn của thầy giáo Fletcher. Bên cạnh Miles Teller, Dan Dehan cũng là một cái tên được Damien cân nhắc vào vai diễn Andrew, tuy nhiên Dan đã từ chối. Dan từng gây được ấn tượng với khán giả trong vai phản diện của Amazing Spider-Man, vai cậu thiếu niên với những sự thay đổi tâm lý phức tạp trong Chronicle, hay cậu con trai mất bố, ngỗ ngược trong The Place Beyond the Pines. Với mình, đây cũng là một thông tin khá thú vị và gây tò mò liệu Dan vào vai Andrew sẽ như thế nào nhỉ? Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quá trình nhập vai của hai diễn viên chính trong Whiplash. Miles Teller vào vai Andrew, một chàng trai trẻ với khát vọng lớn, một người bình thường nhưng muốn sống một cuộc sống phi thường cho đam mê của mình. Andrew vốn xuất phát điểm không phải là một tài năng xuất chúng, theo đánh giá của thầy giáo Fletcher. Tuy nhiên, anh mang trong mình một tinh thần thép và một ngọn lửa đam mê hừng hực cháy. Để có thể giành được vị trí người chơi trống chính của ban nhạc, Andrew không ngần ngại đánh đổi cả tình yêu, thời gian, sức lực của mình. Đối với Andrew, định nghĩa về sự nổi tiếng và ý nghĩa của cuộc sống có lẽ chính là nghiện ngập và chết ở tuổi 34, nhưng rất nhiều năm sau vẫn được mọi người nhắc đến trên bàn ăn, vẫn đáng tự hào hơn những người sống và giàu có đến 90 tuổi nhưng không được ai biết đến. Bản thân theo lời ngoài đời là người chơi trống từ năm 15 tuổi, tuy nhiên để chuẩn bị cho vai diễn, anh vẫn dành ra 4 tiếng mỗi ngày, 3 ngày một tuần để tập luyện. Bạn diễn của anh, Ned Lang, người đóng vai Carl trong phim, đồng thời là một tay trống cừ khôi ngoài đời, đã giúp đỡ anh và Austin tập luyện trong quá trình quay phim. Còn diễn viên Austin ngoài đời không hề có trải nghiệm chơi trống. Anh chỉ có vỏn vẹn 1 tháng để chuẩn bị cho vai diễn của mình bằng cách tập duy nhất 3 bài trống mà thôi. Hầu hết các màn biểu diễn của Andrew trong phim được thực hiện bởi chính Miles Teller. Khoảng 40% màn thể hiện của Teller đã được sử dụng cho soundtrack của phim. Trong quá trình quay, đạo diễn Damien thường để một shot quay khá dài. Anh muốn Teller đánh trống cho đến khi nam diễn viên gục và kiệt sức thật sự. Nên rất nhiều sự mệt mỏi của Andrew trên phim mà ta thấy chính là của Teller ngoài đời. Những khoảnh khắc đó giúp Teller và Andrew như thực sự hòa làm một, bởi Teller thấu hiểu sự nỗ lực của Andrew và Teller cũng đồng thời phải đổ mồ hôi và máu cho những phần tập luyện này. Có thể nói, sự nghiêm túc của Miles Teller cho vai diễn cũng chính là sự nghiêm túc của Andrew với sự nghiệp trở thành một Buddy Rich huyền thoại thứ hai. Khá thú vị khi Buddy Rich ngoài đời cũng chia sẻ rằng anh chưa bao giờ được học tập bài bản về kỹ thuật đánh trống. Anh chỉ đánh bằng bản năng và những gì sẵn có bên trong mình mà thôi. J.K. Simmons đã tham gia dự án Whiplash từ phim ngắn cho đến phim dài, trong vai người thầy giáo nghiêm khắc đến mức cực đoan, người luôn mong đợi sự hoàn hảo tuyệt đối từ sinh viên của mình vì ông tin rằng đó là cách để phá vỡ giới hạn và chạm tới sự vĩ đại. Diễn xuất của ông được đánh giá rất cao từ cả giới phê bình lẫn khán giả. Tổng cộng, Simmons đã giành được 47 giải thưởng khác nhau cho vai diễn, trong đó có tượng vàng danh giá của Viện Hàn Lâm cho nam phụ xuất sắc nhất. Bản thân ông ngoài đời cũng là người có nền tảng về âm nhạc.
Mẹ ông là giáo viên dạy âm nhạc ở trường trung học, còn cha là trưởng khoa âm nhạc tại một trường đại học, nơi mà bản thân Simmons cũng từng học một khóa thanh nhạc. Ông cũng từng chơi piano trong quá khứ và đã tập luyện trở lại để chuẩn bị cho vai diễn thầy giáo Fletcher. Còn bây giờ, tớ sẽ nói một chút về một vài các cảnh quay ấn tượng trong phim. Phần này có thể sẽ hé lộ nội dung của phim, nên các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé. Bây giờ, tớ sẽ nói về cảnh tượng mà tớ ấn tượng nhất. Để thực hiện cảnh quay khá đau đớn và căng thẳng này, J.K. Simmons và Miles Teller đã quay khoảng vài cảnh và Simmons chỉ giả vờ tát Miles bằng kỹ thuật diễn kịch câm mà thôi. Tuy nhiên, trong shot quay cuối cùng, Simmons và Teller đã quyết định quay với một cú tát thật sự, mặc cho nó có đau đớn đến như thế nào. Và đó chính là cảnh mà chúng ta đã được xem trên phim. Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn Damon khẳng định rằng cái kết mở của phim cũng ngầm dự đoán tương lai của Andrew sẽ giống như Charlie Parker, người nghệ sĩ đã chết do say rượu ở tuổi 34. Điều này cũng đã được đề cập đến trong đoạn ăn tối với gia đình mà tớ cũng có nhắc đến ở đầu video clip này. Damon cũng chia sẻ, anh quyết định kết thúc bộ phim mà không có bất cứ cảnh nào giữa Fletcher và Andrew sau buổi diễn là bởi anh tin rằng mối quan hệ của hai người vẫn còn nằm trong do dự và chưa thật sự được giải quyết triệt để. Như vậy là Whiplash bắt đầu bằng nhịp trống dồn trong một góc căn phòng lẩn khuất, tối tăm và kết thúc ngoạn mục với màn solo trống dài tới 9 phút dưới ánh sáng đèn sân khấu rực rỡ, chói lòa. Phim khiến người xem muốn nín thở để rồi vỡ tung trong những giai điệu, tiết tấu đầy bi hùng mà đạo diễn dùng để định nghĩa cho sự vĩ đại. Và vừa rồi là những thông tin mà bọn mình muốn chia sẻ với các bạn về quá trình thực hiện bộ phim Whiplash mà mình đã tổng hợp từ các trang báo trong và ngoài nước. Không biết là những thông tin này các bạn cảm thấy thế nào? Bạn cảm thấy thú vị và ấn tượng với thông tin nào nhất mà Sương Mai đã đưa ra trong video clip ngày hôm nay? Và có thông tin nào mà bạn biết mong muốn chia sẻ với bọn mình mà mình chưa kịp đề cập hay không? Các bạn hãy để lại bình luận dưới video này để chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhé. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng mình trong video clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.